đang giống cái thằng cu mà ngày hôm qua. Chị bán quán ăn chị dắt tới mà mượn câu đó là ngon hơn nó dài. Cúm lên tim cúm xong rồi hỏi hắn còn sót mũi chi nữa rồi mua, nhưng mà bữa sau dắt đi chứ không có chích hai mũi luôn à. Bệnh nhân lớn biết rồi kìa, chích bại chân đi không được chứ. Trường là đi ra thứ bảy không dạy, nhưng mà nó chỉ dạy cho những người mà đăng ký vậy, mà ít học sinh quá cái thôi cho qua bên ngõ chơi luôn được. Với lại thứ bảy học như rước cũng đâu có dạy chương trình gì đâu em, giữ giống mày như là giữ trẻ thôi.
진짜요?